4 bad boy tỷ phú Ấn Độ nổi tiếng đổi biệt thự lấy nhà tù. Đây là 4 tỷ phú lớn nhất của Ấn Độ đang từ tột đỉnh của giàu có đã đánh mất tất cả, vướng vào tù tội. Họ giàu có với cuộc sống như mơ, ném tiền vào những bữa tiệc xa hoa, dạo chơi trên những siêu xe, máy bay phản lực và du thuyền hào nhoáng, rồi tất cả đột ngột kết thúc. 4 tỷ phú lớn nhất của Ấn Độ phải đổi biệt thự để đến nhà giam. Đầu tiên là Nirav Modi. Năm 2017, Forbes đã liệt kê tỷ phú Nirav Modi vào hàng sao với giá trị tài sản là 1,8 tỷ đô. Người sáng lập Firestar Diamond là người đã cho ra đời thương hiệu Nirav Modi của riêng mình với các cửa hàng mọc lên khắp nơi từ Mumbai, Hồng Kông đến London, New York. Tuy nhiên, sau khi bị cáo buộc thực hiện một trong những vụ gian lận ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ, nhà buôn kim cương đã bị thất thế trắng tay. Tỷ phú Modi đã ở HMP Wandsworth, một nhà tù của Anh từ năm 2019, một cuộc truy lùng lớn đã được phát động khi ông chạy trốn khỏi Ấn Độ, buộc chính quyền nước này phải phối hợp với Interpol để bắt kẻ bị cáo buộc lừa đảo. Modi bị cáo buộc lừa đảo ngân hàng quốc gia Punjab PNB hàng triệu đô, phá hủy bằng chứng và giả mạo nhân chứng. Sau khi đến London vào năm 2018, Modi ban đầu nộp đơn xin tị nạn với lý do ngược đãi chính trị và đang sống trong một căn hộ có giá thuê 23.000 đô mỗi tháng. Chính phủ Ấn Độ muốn Modi trở lại đất nước, nhưng các luật sư của ông đã thay mặt ông chống lại việc dẫn độ. Sau khi bị bắt chính thức ở trung tâm London vào năm 2020, ông đã giành được quyền kháng cáo chống lại việc dẫn độ mình dựa trên cơ sở sức khỏe tâm thần vào tháng 8 năm 2021. Đội ngũ pháp lý của vị tỷ phú này cho rằng anh ta là một người có nguy cơ tự sát. Tiếp theo là tỷ phú Mehul Chokshi. Vào tháng 5, tỷ phú Mehul Chokshi chủ sở hữu tập đoàn bán lẻ đồ trang sức Gitanjali đã bị bắt tại Dominica vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo PNB nói trên cùng với cháu trai là tỷ phú Nirav Modi. Tuy nhiên, ông lại bị bắt giữ vì tội đã nhập cảnh trái phép vào hòn đảo nhỏ Caribe từ Antigua, nơi ông đã nhập tịch từ năm 2017. Trong một cuộc phỏng vấn với India Today TV, tỷ phú Chokshi nói rằng ông thực sự đã bị các cơ quan của Ấn Độ bắt cóc, tra tấn và buộc phải vào Dominica trái ý muốn của mình để rồi bị bỏ tù. Nhà tài phiệt cuối cùng đã được tại ngoại sau 50 ngày và kể từ đó ông đang cân nhắc trở lại Ấn Độ để minh oan. Thứ ba là Ramalinga Raju. Ramalinga Raju là người sáng lập công ty Satyam Computer Service. Vị tỷ phú này trở nên nổi tiếng sau khi công ty của ông ký thỏa thuận trị giá hàng triệu đô vào năm 2007. Để trở thành nhà tài trợ Ấn Độ đầu tiên và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin chính thức của FIFA World Cup năm 2010 và 2014. Năm 2009, Raju thừa nhận đã làm giả số liệu kế toán của công ty với số tiền 1,5 tỷ đô và từ chức. Trong một bức thư dài 5 trang gửi cho ban giám đốc Satyam gửi vào tháng 1 năm đó, Raju nói rằng ông đã cố tình làm tăng số dư tiền mặt và tài khoản ngân hàng của công ty, ban đầu nhằm che đậy tình hình hoạt động kém hiệu quả của công ty. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2015, Raju đã bị kết án 7 năm tù cùng một khoản tiền phạt nặng. Tuy nhiên, sau một tháng, ông được tại ngoại nhờ một phiên tòa đặc biệt. Theo tờ The Hindu, Ramalinga Raju được thả vì tòa án thừa nhận quá trình xét xử bị kéo dài. Thứ tư, Subrata Roy. Subrata Roy từng được coi là tượng đài thoát nghèo đi lên từ hai bàn tay trắng. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo và đã tự xây dựng tập đoàn Sahara, một đế chế hùng mạnh về tài chính, cơ sở hạ tầng và nhà ở. Tỷ phú Roy tận hưởng cuộc sống vương giả với bộ sưu tập những chiếc máy bay phản lực và trực thăng tư nhân cùng hàng loạt xe siêu sang từ Rolls-Royce, Bentley và BMW. Đỉnh cao của giàu có còn được thể hiện qua đám cưới của hai con trai ông với những buổi tiệc tùng kéo dài 14 ngày với hơn 10.000 vị khách. Tuy nhiên, tỷ phú Roy sau đó đã bị cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ gắn cờ vì tội lừa đảo các nhà đầu tư. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Ấn Độ cũng đã cáo buộc Roy vi phạm luật chứng khoán. Roy bị tổng giam 2 năm trước khi được tạm tha vào năm 2016. Vào tháng 11 năm 2020, Ủy ban chứng khoán và giao dịch Ấn Độ đã yêu cầu Tòa án tối cao Ấn Độ yêu cầu Roy trả 8,43 tỷ đô trách nhiệm pháp lý hoặc trở lại nhà tù.